thì chúng mình nghĩ rằng mang đến âm nhạc thế kỷ 20 thì hoặc là những cái tác phẩm lạ như thế này thì cũng là một cái trải nghiệm mới đối với người nghe và thậm chí cả đối với những người biểu diễn của chúng mình nữa. Nó cũng là một phần rất quan trọng của lịch sử. Và nếu mà thiếu nó thì thực sự là một cái sự hụt hẫng rất là lớn. Và khán giả cũng như là người chơi cũng sẽ bỏ lỡ đi một cái phần rất là thú vị trong lịch sử âm nhạc.